Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiện Tướng Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Liên quan đến bài bản gũ, thì hôm nay tiếp tục gửi đến quý khán giả một cái thông tin rất là nóng. Và ngày hôm nay xuất hiện cái thông tin này là cái dấu hiệu bà này đã chuẩn bị đi xa rồi. Và nhiều khả năng bà sẽ đi ngay trong cái phiên tòa xét xử vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Kính thưa tất cả quý khán giả, chúng ta nhớ cách đây không lâu, báo chính thống đưa thông tin Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin vào ngày 21 tháng 9 sắp tới đây sẽ quyết định đưa vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng ra để xét xử. Thì kể từ ngày hôm đó cho đến nay, bà này thực chất bà rất là hung hăng. Ngày nào bà cũng đăng 4-5 cái tập cộng đồng để chửi bới nhục mạ các kênh YouTuber. Những cái ngôn từ mà bà này sử dụng đó không có cái gì khác ngoài hai từ là xúc phạm, cho thấy bà này không có đủ lập luận, cái căn cứ để phản biện lại những cái lời nói của người ta. Vì bản thân bà này thời gian qua đã xuyên tạc, vu khống, bịa đặt những cái thông tin xúc phạm rất nhiều vào phía gia đình của bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam và Nguyễn Trường Thiện Hàng Hậu. Kênh YouTube nào đăng video lên thì bà cũng chụp hình cảnh thumbnail và đăng về trên tác cộng đồng và có những cái lời lẽ chửi bới của bà người ta. Song song với cái hành động chửi đó thì bà cũng hù dọa là cái phiên tòa xét xử vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đó là sẽ trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu và sẽ khởi tố thêm 22 kênh YouTube là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì nếu bà này bà nói vậy thì cơ quan chức năng còn gì nữa thì để cho bà này bà điều tra luôn đi. Người ta điều tra trong suốt hơn 17 tháng qua, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan cảnh sát điều tra trả hồ sơ tới lui, điều tra bổ sung, điều tra thêm đồng phạm, đủ thứ hết trơn á. Bà đến giờ phút này người ta thông tin đưa vụ việc ra để xét xử mà bà này bà cho rằng là 22 kênh YouTube là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng. Và đây là cái hành vi không thể nào chấp nhận được. Đây là một cái vấn đề vu khống một cách rất là trắng trợn. Nếu như mà nói bỏ lọt tội phạm á, một người á có thể điều tra có thể thiếu sót, hoặc là cái người khai á là chưa có thật lòng, có thể thiếu sót một người. Nhưng mà 22 kênh YouTube, quý khán giả nghĩ có chạy đường nào qua khỏi cơ quan chức năng mà bà này dám tuyên bố là có phiên tòa là sẽ trả hồ sơ. Và ngày hôm nay không biết ai chọc giận bà nha, bà mới lên một cái đoạn video cũng gần 5 phút, nhưng mà nó lạ lắm. Trước kia mỗi một lần lên video á thì trang điểm ăn mặc lịch sự đàng hoàng ha, tô son chát phấn. Nhưng mà ngày hôm nay lên một cái đoạn video nhìn đi gan bà điên vậy đó. Mặt bài thì rất là bơ phờ, tóc tai thì bù xù, ăn nói thì không kiểm soát được cái hành vi, cái lời nói của mình. Như vậy mà cũng đòi làm truyền thông nữa, học 3-4 trường đại học lịch mà đuối lý, không có cái lời lẽ gì, không có cái đạo đức gì hết trơn á, mà để đi lên phản biện người ta ngoài hai cái từ xúc vật. Chắc bà này bà sống chung với xúc vật đó, bởi vậy bà thường xuyên bà dùng những cái ngôn từ đó. Còn ở đây YouTuber á, người ta làm là người ta phản biện những cái luận điệu sai trái trên truyền thông, trên mạng xã hội. Những cái luận điệu xuyên tạc thì người ta bé bẻ gãy chứ. Bà nói khu du lịch Đại Nam sang tên đổi chủ có không? Đất trên thành Bình Phước bị hơn 500 cái đơn thư có không? Thì cho thấy con người bà là con người xuyên tạc. Rồi bà nói bị hại bị gì? Ai hại bà? Không có ai hại bà hết trơn á. Bên phía chủ tọa, tòa thẩm phán, tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đó, người ta là xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan là chính xác, không có ai hại mấy bà hết trơn. Bà Hằng đang đi tố cáo ông Thằng Đi Lăng Băm, tự nhiên mấy bài bay ra chửi bới nhục mạ người ta. Vậy ai là người hại ai? Phải mấy bà là người hại bà Hằng không? Xác định người có quyền và nghĩa vụ liên quan là hoàn toàn chính xác đó. Thì đây tôi trước hết tôi xin mời quý khán giả cùng nghe cái bài đăng này của bà trước nha. Nghe rất là bức xúc luôn. Việt Nam là đất nước có pháp luật, pháp quyền. Đề nghị 22 kênh YouTube ủng hộ cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng không tấn công đồng minh này nữa. Thấy không? Ngày hôm nay là bắt đầu kêu bị cáo Nguyễn Phương Hằng rồi đó, thấy chưa? Thấy có cái con người nào giống bà chưa? Phiên tòa chưa đưa ra xét xử, bà không có quyền gọi là bị cáo. Bà hiểu không? Bà không có quyền. Khi nào phiên tòa đưa ra xét xử bà mới có quyền. Bà ăn nói bà sử dụng cái ngôn từ cho nó phù hợp chút xíu. Cả đất nước Việt Nam này luôn chỉ có một mình bà là kêu bà Hằng đó là bị cáo thôi, còn ngoài ra chưa có ai kêu là bị cáo chứ. Đe dọa giết người là tội hình sự nha. Đỗ Thị Hương trên YouTube là Hương Quảng Châu. Kích động thù hận tấn công nhà của người khác là hành vi vi phạm pháp luật đó. 22 kênh YouTube nhận tiền của bị cáo Nguyễn Phương Hằng để tấn công các bị hại, tố cáo Nguyễn Phương Hằng đều là đồng phạm. Có bằng chứng không?
Cái quan trọng là bằng chứng đó, chị hiểu không? Cái quan trọng là cái bằng chứng, chứ nói bằng mồm bằng nước miếng không à. Thời gian qua trên cái kênh của chị nói 1000 cái video đó về bà Hằng, không có cái video nào chính xác chứ. Toàn là những cái luận điệu xuyên tạc, những cái lời lẽ vu khống dán chữ vào trong đầu của người ta ha. Chị ăn thục nói phét là chị đó, chị nói cái kiểu mà heo nái biết leo cây cũng được, mèo đẻ ra trứng chị đó cũng được. Cũng may chị nói hồi xưa là chị đang làm bên báo Tiền Phong, cũng như cũng may là chị nghỉ đó nha. Nếu mà chị không nghỉ chị đi tác nghiệp với chị đó, tôi đang đi dọc đường tôi thấy con heo nái leo tút đọt cây cho nó, tôi thấy con mèo đẻ ra trứng người ta cũng tin luôn nè, thấy không? Cũng may đó, thấy không? Cũng may đó, phước đức ông bà để lại là chị không có biết báo đó. Chị mà biết báo cái gia đình ta tan nhà nát cửa hết cho luôn. Phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm diễn ra ngày 21 tháng 9, Đỗ Thị Hương đe dọa đầu Linh và mẹ của mình sẽ không toàn mạng để ra về. Ai cho mẹ bà đi hả? Ai cho mẹ bà vô một phiên tòa? Ai muốn vô vô hả? Hả, bà đi đâu bà nhắc mẹ bà theo đi, diễn kiếp nó quen rồi phải không? Bây giờ bà tính dắt bà tới đó đừng quậy phải không hả? Đừng quậy, đừng làm náo loạn lên phải không? Đi đâu là dắt con theo nè, dắt mẹ theo nè, để chi? Làm cái bình phong dựa vô đó đó, để không có ai dám làm gì biết không? Ok, mày làm được thì mày làm. Vì hai tên đàn ông đe dọa đồng Linh này cùng với mày đã được đồng Linh tố cáo cho công an phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi. Đầu Đinh tin vào pháp lực nên chẳng sợ bọn mày đâu. Đầu Đinh ngày 5 tháng 9 năm 2023. Bà không có sợ ai hết trơn á. Bà đừng nói tin thủ pháp lực, ai cũng sợ bà hết trơn á. Bà chửi bới công an phường 6 quận Gò Vấp biết bao nhiêu rồi, biết không? Bà chửi rất là nhiều rồi. Dựng cái đoạn ghi âm và bà điện lên công an, bà nói công an phường 6 bao che cho tội phạm nha. Bà chính cái miệng mà nói. Video ở đây tao lưu đầy hết trơn á, biết không? Nè, tôi dặn chị nè, mai mốt có lên video đó chải tóc tai cho đàng hoàng. Đừng có để tóc tai bù xù như em tranh thi vậy đó. Nhìn nó kỳ dữ lắm, hiểu không? Lên trên mạng thì ta để tóc tai mặt bài rồi kia, nhìn cho nó sáng sủa, nó sự chút. Nhìn mà hôm nay nhìn đi gan cua sáng trăng như thế quý khán giả. Mà đầu tóc bù xù ở trên, nhìn thấy tội nghiệp quá ha. Nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ha. Bà phải đi một phá về rồi bà mới chấp hành theo quy định của pháp luật được. Còn nếu mà bà không đi á, thì thật chắc đó là người dân người ta rất là ghét. Và kể cả bà ra ngoài đường, ta gặp ta không cho bà dép lào, trứng thú, trứng muối là cho bà đủ thứ chứ. Ngày hôm nay thì lên hẳn cho đoạn video tóc tai bù xù, mặt mày bơ phờ ở chân á. Đó, ăn nói không kiểm soát được cái hành vi, cái lời ăn tiếng nói của mình. Thì quý khán giả nghĩ cái bà này chuẩn bị đi rồi còn gì nữa. Đây, tôi mời quý khán giả cùng nghe cái đoạn video ngắn của bà nha. Chút xíu thôi. Dạ, Đình Lo xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Bây giờ là 20 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2023. Thì liên tiếp những ngày này Đinh Lan bị cái người trong cái băng nhóm của Phạm Hoàng Khang kênh lang thang đường phố. Ông ta đã tới kiếm chuyện. Lần trước thì đi chung với Phạm Hoàng Khang kênh lang thang đường phố, thì đi chung với vợ mình và một người nữa, là bốn người tới đây kiếm chuyện với Đinh Lan ha. Kêu ra ngoài Phạm Hoàng Khang quay phim nhà Đinh Lan, rồi chạy tới cửa nhà Đinh Lan quay phim, biểu rằng ra ngoài để mà bán rượu được. Mà cái câu rượu được này là bị can Nguyễn Phương Hằng, bây giờ là chuẩn bị ra tòa rồi cho nên gọi là bị cáo Nguyễn Phương Hằng, đã dạy cho mấy chục kênh YouTube. Bà nói cái câu rượu được á là bà Hằng dạy cho mấy chục kênh YouTube. Và bà nói bây giờ bà Hằng chuẩn bị ra tòa rồi cho nên gọi là bị cáo. Có một mình bà gọi là bị cáo thôi, không ai gọi bị cáo nha. Cho thấy con người bà thể hiện cái tính chất là ngông cuồng nha. Một cái tính chất là tôi nói bà rồi, trên đời có ba cái tự: tự cao, tự đại là sẽ tự giận. Hai cái tự đó bà có rồi, nhưng mà cái tự giận là chưa nha. Nhưng mà tôi nói bà nè, bà khỏi liều mạng với ai chứ. Bà nói liều mạng với YouTube, liều mạng với Đỗ Thị Hương này kia, đâu ai gặp làm bà. Ta gặp bà ta né, ta bỏ ta chạy không, không ai dám lại gần bà hết trơn á. Ta gặp bà ta sợ muốn chết rồi, bà nói ai dám làm gì bà. Tòa xét xử này tôi khẳng định lại cho con kênh Hương Quảng Châu, Đỗ Thị Hương và Phạm Hoàng Khang trên lang thang đường phố nha. Còn 22 kênh YouTube tôi đã tố cáo rồi, tất cả những bằng chứng như Gất Việt, Thanh Nguyên Vlog, Minh Chí TV, Kiệt Tuấn Đạt, Huấn Bình. Ngày nào bà cũng kêu tên tôi chân á. À, bà không kêu tên tôi là từ đường của bà, của nhà bà bị gia phả của bà bị người ta chửi hả? Hả? Bị người ta nguyền rủa hả? Tôi làm gì bà? Bà tố cáo tôi thì bà ngồi đó bà im họng mà đi. Bà gống gống cái họng bà như cái ô bạc lưa, bà gống làm gì? Nhưng mà người ta nói chuyện bà rất là lịch sự, bà hiểu không? Nhưng mà tôi nói bà nè, bà tố cáo không ai xử đâu, cái đó tôi nói thẳng bà luôn đó. Tại vì ngày nào bà cũng lên bà chửi người ta hết trơn á. Thấy không? Bà lên bà chửi người ta, cái người ta chửi bà lại, cái bà đi tố cáo. Đơn này chưa coi, chưa xem xét và dòi thêm 5-7 cái đơn nữa. Rồi đơn 5-7 cái đơn nó chưa giải quyết, cái người ta chuyển về vài cái đơn nữa. Bà cứ ngày nào cũng vậy chứ ai ăn ở không giải quyết cho gia đình bà. Bà suy nghĩ đơn giản thôi. Công an là người ta làm việc, người ta lo cho dân.
Còn bà tối ngày bà lên trên mạng bà tạo nghiệp không à, bà chọc cho chúng chửi bà, rồi xong người ta chửi bà rồi bà xách đơn đi tố cáo, rồi ai không đi theo giải quyết cho bà đây, ai bảo vệ cho bà hả? Dương, tất cả những bằng chứng mọi người vu khống nhục mạ tôi, nhất là Canh Hương Quảng Châu và Phạm Hoàng Khang trên Lan Thanh thành phố đã tấn công nhà tôi, nhục mạ kiếm chuyện với tôi rất hàng ngày, cho nên bà đăng lên tóc cộng đồng bà chửi người ta đồ xúc bạc đồ này kia rồi sao? Những cái tóc cộng đồng mà đăng lên mà chửi người ta rồi bà trả lời sao? Hả? Bà nói người ta tấn công bà, rồi bà nói người ta nhục mạ à? Tôi nói mặt bà nhục sẵn rồi, cho dù người ta khỏi làm, người ta khỏi tấn công, khỏi làm gì chân cũng thấy nhục sẵn rồi, ăn nói chuyện không ra ôm ra hồn gì chân. Sẽ đem ra phiên tòa và chắc chắn 100% tôi có mặt tại phiên tòa. Còn cái chuyện bà có kệ bà chứ, 100% 99% bà có cái đó là kệ bà. Mà phiên tòa xét xử bà Hằng chứ đâu phải xét xử bà đâu, bà kêu cầu chiếu video hả? Cái quyền bị hại của bà mà còn bị tước bỏ nữa, rồi bà yêu cầu chiếu video, ai chiếu cho bà? Bây giờ tôi hỏi bà như đó, ai chiếu video cho bà đây? Cái quyền bị hại mà bà còn không có nữa, bà không có bất cứ một yêu cầu gì hết trơn á, bà hiểu không? Người ta hỏi bà trả lời thôi. Còn ngoài ra bà đã bị yêu cầu chiếu 5 video về vô trong phòng á nha, vô trong phòng á, đóng cửa lại chiếu lên coi. Đỗ Thị Hương đe dọa tôi là không còn toàn mạng đi về. Ok, chấp nhận luôn. Sống chết có số nha. Nếu như tôi vi phạm pháp luật thì pháp luật trừng trị. Nhưng nếu tôi không vi phạm pháp luật mà để các người kêu gọi lên gây thù hận rồi xuyên tạc đi, đưa những cái clip cắt ghép lên để mà vu khống nhục mạ tôi, để kích động lòng thù hận, để cho những cái người, những cái đối tượng phản động kiếm cớ cái vụ án Nguyễn Phương Hằng để tấn công lại, giết hại đồng bào mình là Đỗ Thị. Trời ơi trời, nội thứ nội bạn nói chỗ đó thôi rồi tôi biết bạn nói tào lao rồi, kích động thù hận ở đâu, giết hại đồng bào mình ở đâu, nói chuyện tào lao quá trời. Bà nói chuyện gì không có đầu không có đuôi không có căn cứ gì trơn vậy, mà bà gan quá ha, lần này tôi thấy bà gan lắm, nói chuyện thấy mạnh dạn quá ha. Chứ không phải lúc mà như bà Hằng mới bị khởi tố bắt tạm giam đó lên khóc như bà điên nha, lúc đó tôi thấy khóc tôi thấy tội nghiệp lắm, lúc đó thấy bà đáng thương dữ lắm. Người kêu gọi lên gây thù hận rồi xuyên tạc đi, đưa những cái clip cắt ghép lên để mà vu khống nhục mạ tôi, để kích động lòng thù hận, để cho những cái người, những cái đối tượng phản động kiếm cớ cái vụ án Nguyễn Phương Hằng để tấn công lại, giết hại đồng bào mình là Đỗ Thị Hương, Canh Hương Quảng Châu và Lang Thang Đường Phố phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn 20 kênh YouTube Trần Quốc Vũ hay Minh Chí TV hay Sơn Sàm TV, Estam TV, Kiệt Tuấn Đạt đó, những kênh đó đều sẽ bị chịu tội trước pháp luật, tại vì tôi có đầy đủ bằng chứng. Và bằng chứng thì đến nộp cho công an đi, rồi hãy ngậm cái họng lên đi để cho người ta xử. Ngày nào bà cũng lên bà kêu tôi bà chửi vậy là sao? Tôi thấy cái miệng bà làm video á, mà tôi thấy hai cái nanh của bà nó dài hút cái lỗ tai nữa, khủng khiếp lắm, kinh khủng lắm. Tôi nói ông nào mà vô phước cái mà da vào bà rồi tôi nói cuộc đời banh luôn nha. Đừng có nói ông nào bên Canada đem vài chục triệu đô về cưới bà, tôi xin lỗi bà nha. Bên Canada có vài chục triệu đô, chân dài tới nách, lông nách dài tới chân, gây ra bà là ta sợ rồi. Bà mà rước qua Canada ông chừng bà tố tổng thống của Canada bệnh luôn, bà tố người dân luôn, bà khởi tố, bà chi tố, rồi bà tố cáo, bà làm mới bệnh, bà náo loạn bà hết trơn, không chừng bà không có cái thay để bà về nữa chứ đừng có nói. 20 kênh YouTube đi Hà Nội do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Hùng Duy Dũng đã thuê các ngươi, đã mua chuộc các ngươi bằng những cái hộp xoàn cả rổ sổ đỏ cân ký để quý khán giả nghe rõ nha. Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Quỳnh Huy Dũng đã mua chuộc các kênh YouTube nha, nghe rõ nha. Đây là cái tình tiết này là xong rồi đó, đây là bà xong rồi đó. Đó, tôi nói bà bao nhiêu là bà xong rồi đó. Bà chạy trời mà không khỏi, bà chạy khỏi tôi cúng con bò cho bà. YouTube đi Hà Nội do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Hùng Duy Dũng đã thuê các ngươi, đã mua chuộc các ngươi bằng những cái hộp xoàn cả rổ sổ đỏ cân ký để kêu dụ các ngươi đi tấn công lại tất cả những người bị hại chúng tôi. Cho nên là có bằng chứng không? Hả, có bằng chứng không? Bị hại ai hại bà? À, bà có bằng chứng không? Cái quan trọng là cái bằng chứng đó. Bà nói thuê 20 kênh YouTube, thuê mấy chục kênh YouTube tấn công bà, mà bà có bằng chứng hay không? Bao nhiêu đó thôi đủ ông Dũng đưa bà lên đường rồi đó nha. Đợi đi nha em, đợi đi, còn đó thì chó chưa ăn. Đây, sắp tới thì sẽ thấy cái cảnh. Đi nhớ đem đồ theo nha. Tôi thấy khả năng bà đến tòa là bà Lâm Nguy lắm đó. Cái đó tôi nói thẳng luôn. Bà đi đến tòa tôi thấy bà khả năng bà được trao lắc bạc là rất là dễ luôn đó. Bà đừng có nói sống chết đây, bà liều, cái chuyện bà liều là chuyện của bà. Nhưng mà người ta tố cáo bà có căn cứ thì bà phải ở tù, bà hiểu không? Còn bà có căn cứ bà đi tố cáo người ta, bà cứ tố cáo nha. Cái hành động của bà chửi bới nhục mạ, chống phá vào công ty doanh nghiệp, xúc phạm cơ quan chức năng, xúc phạm các chiến sĩ công an nhân dân, những vị lãnh đạo đang đương chức đương quyền,
bao nhiêu cái lời nói, cái luận điệu xuyên tạc, vu khống, bịa đặt của bà nha, làm dư luận và cộng đồng người ta rất là bức xúc. Bà phải chờ đi, trong cái phiên tòa xét xử của bà Hằng đó là bà sẽ to nha, khẳng định cho bà là vậy. Thôi cuối video xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe. Bye bye.